Chào các bạn, hôm nay Phạm Thảo Vlog đang đứng ở nhà thờ giáo xứ Châu Nhai thuộc về giáo phận Thái Bình, hạt Nam Tiền Hải. Hôm nay sẽ quay khung cảnh nhà thờ giáo xứ Châu Nhai, mời các bạn đón xem. Nhà thờ này nếu đứng về phương diện về hình ảnh có thể giống tương tự như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Mẫu mã và cây tháp cũng có thể có một nét gì đó giống. Và dưới cuối nhà thờ có một đài Chúa Giêsu Kitô vua. Bây giờ mình sẽ đi chung quanh ngôi thánh đường giáo xứ Châu Nhai, mời các bạn đón xem. Giáo xứ này rất khang trang sạch sẽ, trong khuôn viên kết cấu rất hài hòa. Giáo xứ đây là nhận Đức Mẹ lên trời. Đức Mẹ cứ giúp là quan thầy. Xưa nay chưa từng có ai đến xin mẹ cứu giúp mà mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Và hai bên có hai hàng chữ câu đối: vui rừng nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng nhau chảy lên đền Thánh Chúa. Thánh Vịnh 112. Bây giờ Phạm Thơ Vlog sẽ đi xung quanh khuôn viên nhà thờ. Mời các bạn cùng Phạm Thơ đi xung quanh nhà thờ nhé.
khuôn viên khung cảnh nhà thờ này cũng tương đối đẹp nhé các bạn nhỉ. Kết cấu rất hài hòa. Hai bên có hai tượng trưng cho cây thánh thánh giá. Màu nhà thờ rất rực rỡ. Cánh thánh giá này đối diện với nhà chung giáo xứ. Mời các bạn đón xem, đây là khu vực nhà chung giáo xứ. Và đây có một ngôi nhà giáo lý. Hãy học cùng thầy Giêsu. Tâm trong trí sáng. Hoan báo lên, yêu thương tự chủ, trạch nhiên cao. Nhà chung này hoàn thành năm ngày 27 tháng 8 năm 2010. Trước cửa nhà chung này có những cây hoa giấy rất là đẹp, đủ các màu sắc. Đó, các bạn. Ai là bà con của giáo xứ Châu Nhai sẽ bấm đăng ký kênh Phạm Thâu Vlog để ủng hộ Phạm Thâu Vlog có động lực làm nhiều video tiếp theo. Phạm Thâu sẽ đi đến các nhà thờ của giáo hội để xem các quang cảnh của các nhà thờ giáo xứ giáo họ, sự phát triển tầm cỡ thế nào. Có thể các bạn vì công việc, vì sức khỏe, vì tuổi tác, điều kiện nọ, điều kiện kia có thể không về quê hương được. Thì trên màn hình nhỏ Phạm Thâu Vlog sẽ quay để các bạn có thể nắm được một chút ít về quê hương, về xứ sở, về đất nước, con người. Đây là chung quanh là có các cái bức phù điêu, các nhà khắc, điêu khắc rất là đẹp. Trang trí bằng màu đồng rất là đẹp. Đó, bên cạnh nhà, dưới quý đáy nhà thờ có một ao hồ, xin các bạn đón xem. Và đây là có một cái mô hình ở bờ dậu. Xung quanh nhà thờ có kính chào quý khách. Quý khách nào đã tới đây tham quan thì Phạm Thâu không dám kể. Thế nhưng vì điều kiện nọ, điều kiện kia mà không về được thì trên màn hình nhỏ của Phạm Thâu đây có thể là khơi dậy những gì về quê hương để các bạn sẽ coi trên màn hình nhỏ quê hương mình phát triển. Rất là đẹp. Nó một cái ao rất là lớn được xây chung quanh rất là đẹp, rồi nước ao rất là trong mát, có thể tập bơi miễn phí không mất tiền, rất là sạch sẽ đẹp đẽ, không ô nhiễm.
xung quanh cuối nhà thờ thì có một hàng dậu mới rất là đẹp, có thể trông như là đồng luôn, nhưng là gọi là nhôm hợp kim rất đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến ra gần cổng để các bạn đón xem hàng dậu này, chắc là cũng mới làm. Một lần nữa Phạm Thâu Vlog sẽ quay chung quanh khu vực cuối nhà thờ giáo xứ Châu Nhai, mời các bạn đón xem. Và Phạm Thâu sẽ kết thúc video ở đây. Xin chúc các bạn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi sự may lành trong ơn Chúa. Nhớ đăng ký kênh Phạm Thâu Vlog để Phạm Thâu Vlog sẽ có động lực làm nhiều video tiếp theo. Xin chúc các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các chương trình video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.